Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với A Nhiệm TV. Hiện tại bây giờ A Nhiệm đang có mặt ở một ngôi nhà sàn của đồng bào người Tày của mình đấy các bác ạ. Với ngôi nhà sàn cũng khá là lâu đời rồi, cũng là mà phải là dựng cách đây được mấy chục năm rồi các bác. Đó là ngôi nhà sàn của nhà chú của mình các bác. Hôm nay mọi người trong gia đình này có là chuyện vui các bác ạ. Vì thế là mình cũng có mặt đây khá là sớm để hộ chú làm cơm các bác. Đó, một ngôi nhà sàn các bác nhìn thấy không? Ở trên cao như này là có cái hướng view nhìn xuống như này này. Đó, mọi người đến đây khá là sớm. Các bác hôm nay là có là chuyện vui là hôm nay làm em con chú của mình các bác cũng hôm nay là, cũng gọi là làm bữa cơm để hỏi vợ đấy các bác ở bên gia đình nhà vợ tương lai đấy ở trên đấy xuống này để giao lưu với bên nhà trai chỗ này này. Vì thế mọi người đây có mặt thì khá là sớm để làm cơm đây. Đó, đang trong cả mọi người đang làm cơm trong kia các bác, mình sẽ di chuyển lên vào nhá. Đấy, anh em đến đây khá là đông luôn. Với ngôi nhà sàn của đồng bào người Tày của mình các bác này. Cái hướng trên cao này nhìn xuống dưới kia thì ao cá các bác. Bên dưới ao cá là cánh đồng ruộng, bắt đầu chuẩn bị là vào là vụ cấy rồi. Đây chú của mình đây các bác. Hôm nay ngày khá là vui luôn. Rồi bây giờ sẽ vào trong nhà xem này. Các món này từ sáng nay làm cái gì các bác nhá. Hôm nay khá là vui luôn, trong gia đình, trong họ thì có chuyện vui. Đây các bác, đặc trưng của ngôi nhà sàn của đồng bào người Tày của mình. Ngôi nhà sàn to này là kế cận là một cái bếp như này luôn đây này. Đấy, vào đây cái món này này. Vào cái mùa này cái món này không thể thiếu các bác ạ. Đó là mà măng quấn như này, quấn với thịt này. Cho vào rán như này các bác. Món măng nhũ thịt đấy. Món măng này thì gọi là quá đặc sản luôn này. Đấy. Cái măng vầu của mình các bác này, cái măng vầu như này lấy chỉ nguyên một cái lá như này thôi. Đó là bên trong này là này, thịt băm các bác ạ, thịt băm cùng với gia vị cho vào cuốn lên. Giống như kiểu như là mà mình hay làm cái nem của mình ấy, cái nem chả của mình ấy. Đó. Món này tuyệt vời luôn. Cái này vịt cơ, có một con vịt vào băm nhuyễn vào cho vào như này. Mổ lợn các bác nha, sáng nay sáng sớm mọi người đã làm xong hết rồi, bây giờ chỉ làm các món để một chút nữa lên với lại đợi ở bên nhà gái xuống nữa giao lưu nữa thôi. Toàn là anh em trong gia đình thôi. Có bác này, có bố của Tuyền này. Cái này có bên này là chắc chắn là cái món nướng rồi các bác, để cho là mấy anh em con trai thanh niên. Đây. Hai gù hai gà các bác có mặt đến khá là sớm rồi. Món thịt nướng. Đây hôm nay là ngày vui của em đây các bác này. Mấy đâu, cười từ sáng giờ. Chuẩn bị họ của mình lại chuẩn bị tiếp tục lại có tin vui rồi nhỉ. Lại chuẩn bị là phong bì dày 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 ở đây. Tầm khoảng bây giờ là bên nhà gái xuống đây đây em. 9 rưỡi 10 giờ à? Hôm nay là phải là giao lưu hết cỡ nhé. Hôm nay là hai gà hai gu là phải là nhiệt tình, phải hết cỡ nhá. Ở trên đây của mình các bác mà xuống mà giao lưu với nhau thì thôi rồi, chắc phải rượu phải uống thì không phải nói rồi. Đây cái món này là cái món gì đây đây này. Ai da. Cá bia. Cá hấp bia hay là bia hấp cá? Đây có bác này, những khúc cá chấm này này, bây giờ đã cho vào được vài tiếng rồi. Được như này hấp như này rồi. Nói ra tuyệt vời đấy, cái này hấp cùng với gia vị lá ngải à? Thì là mình lắng, mình lắng. Tuyệt vời đấy. Thịt nướng. Mà con này đi. Mà người ta đưa mưa 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 mưa
con lợn này ngon đấy nhỉ, nhỉ hết toàn là nạc với da là sát với nhau luôn như này rồi. Còn cái này là cái gì xoay xoay xoắn xoắn như nhìn như là cái chim lợn. Chim lợn à? Thần công của lợn à? Cái này chỉ dành cho Tuấn thôi. Cho chú rể tương lai thôi. Ăn gì bổ đấy. Cô dâu là cũng là người Tày, là cũng thuộc vào huyện Bảo Yên của mình thôi bác, nhưng chỉ ở các xã thôi. Thành phố Kim Sơn. Tính đi tính lại lấy vợ gần vẫn là sướng nhất nhỉ. Có cái công việc công chuyện gì chạy đi chạy lại nó sướng. Đây thím này, ngày vui hôm nay nhỉ, ăn mặc bộ trang phục của đồng bào người Tày của mình đẹp lắm. Khăn đấy gọi là khăn chip én à? Khăn con công chim én đâu. khăn hoa đào con công. Hôm nay chắc là vui hết cỡ đấy nhỉ. Dán xong cái này, cái màu vàng này nhìn hấp dẫn thật. Món này hơi bị kỳ công đấy các bác ạ. Măng này mua phải chọn những cái măng nó phải là có cái lá nó phải dài như này cơ, xong mang về luộc, bóc ra thịt băm cho gia vị rau thơm và các bác, xong cho vào cuốn như này, dán xong như này. Đó. Muốn món ngon thì phải là kỳ công. Các món chín hết rồi, vào như này bây giờ bắt đầu vào là thái để sắp mâm lên. Món măng đắng này các bác, bây giờ trên mình vào cái mùa này măng đắng thì không phải nói rồi, quá là nhiều luôn. Cái này sẽ lấy những cái lá mang đi quấn với cái thịt nhồi của các bác, còn cái này sẽ là chẻ ra như này để một tí chấm là với cái giềng nạo ra đấy. Còn đây, đây đang vào làm đây này. Thịt lợn làng lợn bạn các bác này ngon này mà, tuyệt vời luôn. Cái này có được hơn tháng thôi. Cái này hôm nay làm mấy mâm đây anh? 10 mâm, con lợn này con được nuôi được một tháng rồi, 40 cân rồi. Một tháng nhưng lại thiếu thêm là 11 tháng sau nữa đúng không ạ? Ở trên của mình là để mà nuôi được một con lợn thịt như này các bác, tầm khoảng là 30-40 cân như này này, cũng phải rơi tầm khoảng 1 năm đổ lên. Các bác nhìn thấy không, thịt nó chất lượng này. Thịt nạc kèm theo cái bì không như này không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ sẽ vào sắp mâm, 10 mâm. Dùng bằng lá thôi các bác cho nó nhanh tiện, trên mình là thế. Khỏi là rửa bát đấy, khỏi là để cho chị em một nữa cho nó nhàn đấy. Chị em một nữ nhàn, còn khi nào là cỗ đám cưới chính ấy, lúc đấy thì mới dùng bằng là gọi là đĩa, mới gọi là đầy đủ rồi các bác. Đồng vui các bác ạ, à. Nhà gia đình có công việc như này, anh em đến hộ nhau như này vui lắm, sướng. Nhà gái một chút nữa mới di chuyển xuống rồi các bác.
các bác. Hôm nay là xách đến hay một xách rượu rồi, 20 lít. Không biết có đủ không? Tay dưới cằm sàn này nuôi một con chim cu này các bác này. Cu gáy. Cu 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 cu. Anh em nhặt thêm một ít quả đắng nữa để cho vào nấu cùng với canh các bác, nó hơi đắng đắng ngon. Cái quả này mà đang mà uống rượu say đấy các bác, hay là bị cảm cúm ấy, cái này làm một bát như này mà ăn cùng thì tuyệt vời luôn này. Tí gừng, tí xả vào nữa. Quả đắng. Quả này ăn đậm nhất cái quả này mà. Đang giao hoa, đang thời gian nữa nó mới nhiều này. Đây các bác nhà gái bây giờ đã di chuyển xuống đây rồi. Ở trên đấy là mọi người anh em thì chắc là có mấy người xuống cái này chơi thôi. Gọi là xuống để thăm nhà để biết đấy. Vẫn chưa phải là ăn hỏi đâu các bác, hôm nay xuống gọi là chơi giảm với lại để thăm nhà, thăm cửa để biết nhà cửa ở bên dưới nhà trai như thế nào rồi. Một xe. Chắc chủ yếu toàn, chủ yếu là mấy anh em trong gia đình rồi. Bố mẹ. Ờ. Xem nào đó, nhà gái xuống cái này chơi gia đình nha, mấy người các bác, 1, 2, 3, 4, 5, 6 người thôi. Cô dâu tương lai với lại là chắc là cũng là bố mẹ các bác, với lại các bác hay là các chú gì đây nữa. Rồi, xin chào các bác, các chú nhá. Đây là cô dâu tương lai, đây là thím tương lai, đây là các bác. Đây là, đây chắc là mẹ của cô dâu đây. Đúng không ạ? Bà đấy. Bà. À, bà của cô dâu các bác. Bà trẻ quá các bác ạ. Cũng là đồng bào người Tày của mình các bác, nhưng mà trang phục là hơi khác một chút. Trang phục đồng bào là cũng gọi là khác xã thôi, nhưng mà cái khăn đấy các bác là khác nhau một chút đấy. Vào làm quen các bác, trước tiên là vào là sẽ là có một cái bắt tay. À đây các bác, mẹ của cô dâu tương lai đây các bác, nhìn khá là trẻ luôn. Đây cả bố của mình, các bác cũng di chuyển đến đây. Rồi bây giờ sẽ là vào ngồi nói chuyện với nhau chén nữa các bác, làm quen hỏi thăm nhau một chút. Để xem dự tính là ngày nào có thể là sắp lễ, là cái lễ ăn hỏi. Ăn hỏi xong là còn là tính tới là cái chuyện cưới các bác ạ. Đã hai gia đình nó qua lại nào, vừa rồi thì bên nhà trai thì cũng sang bên chỗ nhà gái cũng đi giao lưu, cũng để đi lên nhà để biết nhà các bác. Rất là vui luôn khi mà anh em trong gia đình, trong dòng tộc ấy,
và chuẩn bị là lấy vợ hay là lấy chồng các bác. Anh em vui lắm, đông. Các mầm chuẩn bị là lên. Ây da, cái món cá này được đấy nhỉ. Sướng nhỉ, chăm con nào mới tổ. Ngon nhất là cái món này thôi, cái món là măng cuốn này này. Đẳng cấp, đỉnh cao. Món canh bằng là rau cỏ bợ của anh. Món nộm hoa chuối nữa, cái này à, cuối cùng nhất nộm xong mà gái cho lên. Tiếng Kinh là hoa chuối các bác, còn tiếng Tài thì gọi là mắc pi. Cái món này này uống với rượu nó mới hợp chú nhỉ. Cái này nộ mà nó hơi chua chua, nó là kèm làm sao cái hoa chuối nó chát chát một chút nữa, giải rượu tốt. Chắc thời đi mà thời bên đẻo tâm không? Tâm không? Thời đi ạ? Cái này cho vào đĩa thôi. Món này tuyệt vời, phải ngon. Rồi, cơm canh đã xong các bác, về di chuyển lên à.
ăn cơm thôi. Mười mâm các bác đồng. Đây các bác các bài đưa nhau ra đang nói chỉ trỏ liên quan mấy cái phần đất đai này với lại là quế các thứ ở đây các bác chỉ. Nhiều quế nhà trồng được bao nhiêu vạn quế các bác đấy, thăm hỏi thăm dò đấy, căng đấy. Nhìn người ta đưa bạn gái người yêu về đấy, chạy lòng quá các bác ạ. Xem mày xem như nào đi. Sang năm ô cái cọ này chắc là già lắm hơi nhỉ, cao. Cọ cao. Chú rể này cùng tuổi chứ nhỉ hay là kém tuổi hơn? Chú rể là chú Tuấn là ít hơn cháu một tuổi, cháu già hơn đấy. Ít hơn một tuổi mà bây giờ đấy người ta đưa vợ về đấy, đưa người yêu về đấy, ra mắt như này chuẩn bị là ăn hỏi cưới rồi. Mà cuộc sống nó đưa đẩy biết sao được chú, thôi cháu đi vào nhà hộ bê mâm. Đấy còn gì nữa, không có thì phải đi bê mâm thôi. Nói vui một chút các bác để động lực cho là cái thằng cháu ấy nhanh là có người yêu. Dạ rồi. Ngày hôm nay thì gia đình của cô dâu tương lai các bác ạ xuống đây chơi và tham quan những cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình nhà trai đấy, và có những cái câu chuyện giao lưu với nhau. Và bây giờ sẽ là chương trình ẩm thực các bác nhé. Mọi người sẽ ngồi vào mâm và ăn cơm uống rượu. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo trên kênh. Xin chào.